Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau những ngày nắng nóng gay gắt liên tiếp thì từ hôm nay, tình trạng nắng nóng ở miền Bắc về cơ bản sẽ bị dập tắt bởi một đợt mưa rào và dông. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực cao 5.000m hoạt động mạnh dần, nên từ tối và đêm qua, ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm trong vòng 24 giờ, có nơi còn trên 100mm trong vòng 24 giờ. Những cơn mưa sẽ còn lặp lại trong tối và đêm nay. Từ ngày mai cho đến ngày 4 tháng 7, vùng mưa sẽ lan trên diện rộng ở khắp Bắc Bộ với nhiều điểm mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, kèm theo dông mạnh. Mưa xuống trên nền nhiệt cao sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn liên tiếp có khả năng gây ra tình trạng sạt lở đất hết sức nguy hiểm ở khu vực vùng núi, nên người dân cần chủ động đề phòng để đảm bảo an toàn. Do có mưa nên nhiệt độ sẽ giảm dần, thời tiết dịu đi sau những ngày nắng nóng kéo dài, khi nhiệt độ trưa chiều nay ở các tỉnh vùng núi dự báo ở mức từ 29 cho đến 33 độ. Riêng vùng đồng bằng ngày hôm nay, mưa mới chỉ lác đác nên nắng nóng vẫn còn xảy ra, cảm giác oi bức khi nhiệt độ ở mức 34-35 độ. Mưa dông cũng có xu hướng gia tăng về diện và lượng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ bởi đới gió Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần lên. Cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông thường tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Ngoài ra, mưa dông mạnh thường xảy ra vào giờ tan tầm, có thể gây ngập úng trên tuyến đường trũng thấp. Vì vậy, người dân cần đặc biệt lưu ý đề phòng. Nền nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức khá dễ chịu, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 cho đến 31 độ tại vùng cao nguyên và dao động từ 30 cho đến 32 độ tại khu vực Nam Bộ. Trong khi cả miền Bắc và miền Nam đều gia tăng mưa, thì ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng vẫn còn tiếp diễn. Ban ngày, hầu hết các nơi ở trên khu vực trời đều có nắng từ sớm, với thời gian nắng kéo dài và cường độ nắng mạnh vào khoảng thời gian từ 11 giờ trưa cho đến 16 giờ chiều. Mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 36 cho đến 38 độ. Vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nơi vẫn trên 39 độ. Các tỉnh từ Khánh Hòa cho tới Bình Thuận, thời tiết ổn định với cường độ nắng không quá mạnh và nhiệt độ trưa chiều trong khoảng 32 đến 34 độ. Đến chiều và tối, khả năng những cơn mưa rào và dông vẫn lặp lại trên khu vực. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp từ Trung Quốc nên khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, có hướng Nam và cường độ ở mức cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên, mưa rào và dông xuất hiện nhiều nơi, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh cũng gia tăng. Bà con ngư dân cần lưu ý. Trong khi đó, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận trở vào tới Cà Mau, tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh với cường độ từ cấp 5 đến cấp 6. Sóng biển cao trên 2 mét khiến cho biển động. Dự báo tình trạng mưa dông nhiều, biển động trên các vùng biển kể trên sẽ còn duy trì trong khoảng 2-3 ngày tới. Thưa quý vị, dự báo trong 24 giờ tới, mưa dông có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng ở Bắc Bộ. Các tỉnh vùng núi có mưa dông diện rộng, trong khi đó thì các tỉnh đồng bằng và trung du có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng có nơi vẫn còn nắng nóng, nhưng cường độ nắng đã giảm hơn so với những ngày vừa qua. Từ đêm mùng 1 tháng 7, mưa ở Bắc Bộ sẽ gia tăng thêm, xảy ra trên diện rộng. Vùng núi vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông luôn tiềm ẩn nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nên quý vị cần hết sức đề phòng. Mưa gia tăng và xảy ra bất chợt trong ngày giúp giải nhiệt cho các tỉnh Bắc Bộ, làm cho thời tiết mát mẻ hơn, trời nhiều mây và tạm chấm dứt thời kỳ nắng nóng diện rộng tại đây. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh, thời tiết trong ngày mùng 1 tháng 7 vẫn còn duy trì nắng nóng trên diện rộng. Riêng các tỉnh vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Sau đó, từ ngày mùng 2 tháng 7, mưa dông bắt đầu gia tăng và xảy ra trên diện rải rác về chiều tối và đêm. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày trời chuyển nhiều mây, vì vậy nắng nóng chỉ còn xảy ra ở một vài nơi. Di chuyển xuống khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, trong 3 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, nhưng cường độ nắng sẽ giảm bớt so với những ngày vừa qua. Về chiều tối và đêm, trời chuyển mưa rào và dông vài nơi. Thời tiết chuyển dần sang trạng thái thuận lợi hơn cho các hoạt động du lịch. Đến với Thừa Thiên Huế, thời tiết trong 3 ngày tới phổ biến mây thay đổi, ngày nắng nhưng không quá nóng.
Chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và dông vài nơi nên tạo điều kiện cho các hoạt động ngoài trời diễn ra. Du lịch Huế được nhiều du khách biết đến qua nét đẹp cổ kính của hệ thống lăng tẩm uy nghi, tráng lệ, có kiến trúc cầu kỳ, độc đáo, thể hiện đặc trưng văn hóa của từng thời kỳ. Trong số đó thì bốn lăng tẩm nổi tiếng nhất phải kể đến là lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức và lăng Khải Định. Không chỉ giữ được dáng vẻ của một thành phố thời Trung Cổ và là một bảo tàng lớn vô giá, Huế còn sở hữu nhiều cảnh đẹp nên thơ, hữu tình, đi vào lòng người, như hình ảnh dịu dàng của sông Hương xanh trong vắt, mang theo mùi thơm của các loài hoa xứ Huế, hay núi Ngự Bình là quà tặng vô giá thứ hai của tạo hóa dành cho Huế, lăng Cô Tiềm Năng hay là biển Thuận An tấp nập mỗi khi hè về. Bên cạnh đó, ẩm thực đa dạng của Huế cũng ghi điểm với đông đảo du khách. Một lần trải nghiệm sẽ khiến cho thực khách lưu luyến khó quên từ hình thức trình bày cho tới hương vị của món ăn. Một số món khá phổ biến ở Huế phải kể đến như là cơm hến, bún bò Huế, các loại bánh như là bánh bèo, bánh ướt, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh ram ít hay là nem lụi. Tìm đến với Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận trong 3 ngày tới, thời tiết vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông xảy ra ở khoảng 1/2 diện tích khu vực. Trong cơn dông vẫn cần phải đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Nhìn chung, nếu như có kế hoạch du lịch nghỉ dưỡng tại đây thì du khách lưu ý trang bị thêm các tiện ích che mưa và tốt nhất nên sắp xếp lịch trình hoạt động ngoài trời vào buổi sáng để không bị gián đoạn bởi mưa dông. Lên vùng cao Tây Nguyên, thời tiết trong 3 ngày tới tiếp tục có mưa dông xảy ra về chiều và tối trên 1/2 diện tích khu vực, có nơi mưa vừa mưa to. Ban ngày trời nắng gián đoạn, tuy nhiên mưa vẫn có khả năng xảy ra bất chợt vào ban ngày nên không mấy ủng hộ cho du lịch. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 20 đến 33 độ nên tạo cảm giác dễ chịu. Tại các tỉnh Nam Bộ, trong suốt 3 ngày tới, mưa có thể xảy ra ngay cả thời điểm buổi sáng và trưa. Trong mưa dông luôn tiềm ẩn các nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Tuy nhiên, trong thời kỳ này, nhiệt độ hầu khắp các nơi đều dưới 34 độ nên tiết trời khá dễ chịu. Hy vọng những thông tin vừa rồi giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Và sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại!